chúng ta có thể đặt tên cho kỳ World Cup năm 2022 tại Qatar là kỳ World Cup của những giọt nước mắt. Son Heung-min khóc vì anh cùng Hàn Quốc đã vượt qua khó khăn để đến với vòng 1/8. Neymar khóc vì đánh mất cơ hội giành chiếc cúp vàng dù Brazil được đánh giá rất cao. Và Ronaldo khóc vì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để anh mang về danh hiệu còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp vĩ đại của mình, chiếc cúp danh giá nhất và cũng là khó giành được nhất. Năm kỷ World Cup là một con số khổng lồ với bất cứ cầu thủ nào. Kể từ lần đầu tiên Ronaldo ra mắt sân chơi danh giá nhất hành tinh, 20 năm qua, CR7 đã luôn mong mỏi có được danh hiệu này. Người ta đã mơ về một cái kết có hậu, nhưng rồi khoảnh khắc rảo bước và bật khóc trong đường hầm gần như sẽ là dấu chấm hết cho hy vọng của Ronaldo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng có lẽ Ronaldo không cần đến chiếc cúp để trở nên vĩ đại. Với những gì anh đã cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha nói riêng và bóng đá thế giới nói chung, sẽ thật bất công nếu ta không thẳng thắn thừa nhận với nhau, CR7 quả thật đã thay đổi nền bóng đá của cả một quốc gia. Ở tuổi 21, lần đầu tiên chúng ta được thấy Ronaldo bước những bước chân đầu tiên ở một kỳ World Cup. Đó là giải đấu vào năm 2006 được tổ chức tại Đức. Trong đội hình khi đó, ngoài những đàn anh như Luis Figo, Deco, Pauleta hay là Simão đã khẳng định được tên tuổi, thì vai trò của Ronaldo cũng là rất quan trọng. Vào thời điểm này, Ronaldo đang nổi lên là một trong những cầu thủ trẻ đáng xem nhất thế giới, đặc biệt là sau màn thể hiện trong màu áo của Manchester United. Lần đầu bước ra một sân chơi lớn, CR7 chưa để lại quá nhiều ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở World Cup đến từ trận đấu gặp Iran và được ghi trên chấm 11m. Đó cũng chính là bàn thắng duy nhất của CR7 tại giải đấu này. Song những gì người ta nhớ đến về Ronaldo không phải màn trình diễn ấn tượng đủ để cạnh tranh giải cầu thủ trẻ hay nhất World Cup. Thay vào đó, ấn tượng về Ronaldo chỉ là việc anh tố trọng tài về pha phạm lỗi của Wayne Rooney và cái nháy mắt sau khi người đồng đội tại Man United bị đuổi. Nhiều người cho rằng, một thành viên của Bồ Đào Nha ở ngoài sân đã dặn dò chiến thuật Ronaldo. Cầu thủ này ra dấu ok và nháy mắt ra hiệu như đã hiểu. Nhưng tại Anh, Ronaldo trở thành kẻ thù của dư luận. Tuy nhiên, chính những biến cố này đã khiến cho Ronaldo nhận ra nhiều điều. Và đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất để CR7 thay đổi và vươn tầm trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá thế giới. 4 năm sau kỳ World Cup 2006, Ronaldo đến Nam Phi với trọng trách lớn hơn khi trên tay là chiếc băng đội trưởng. Sau năm 2006, Ronaldo đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một chàng trai với thân hình mảnh khảnh. CR7 lột xác để trở thành một người đàn ông thực thụ. Ở cấp độ câu lạc bộ, Ronaldo thực sự là một cỗ máy ghi bàn. Trong 3 mùa giải cuối cùng khoác áo Man United, ngôi sao người Bồ đã nổ súng tới 91 bàn trong 155 trận. Cũng chính nhờ phong độ chói sáng này mà Real đã phải chi tới hơn 80 triệu euro để đưa anh về Bernabeu. Tới miền đất mới La Liga, Ronaldo cũng nhanh chóng thích ứng. Ngay ở mùa giải đầu tiên, ngôi sao người Bồ đã có tới 33 bàn trong 35 trận ra sân thi đấu cho kền kền trắng. Thế nhưng ở kỳ World Cup tại Nam Phi, Ronaldo thật sự đã để lại nhiều nỗi thất vọng cho người hâm mộ. Ngoài việc khô hạn bàn thắng, lối chơi của Ronaldo tại World Cup 2010 cũng thật nhạt nhòa. Trong trận gặp bờ biển Nga, CR7 chỉ để lại dấu ấn duy nhất là một cú sút trúng xà ngang. Còn lại anh hoàn toàn bị chết chìm giữa hàng phòng ngự cơ bắp của đối thủ. Trong trận gặp Brazil, ngôi sao của Real cũng chơi như gà mắc tóc. Anh chỉ có được một vài pha lên bóng tốc độ ở cuối trận và kết thúc giải đấu chỉ với một bàn thắng duy nhất trong trận gặp Triều Tiên. Đội hình tuyển Bồ Đào Nha đã có những xáo trộn lớn sau khi một loạt những cầu thủ thuộc thế hệ vàng như Rui Costa, Luis Figo bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp. Thì tại đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, nghiễm nhiên Cristiano Ronaldo trở thành ngôi sao sáng nhất đội. Về tài năng chơi bóng thì Ronaldo có thừa, nhưng tố chất thủ lĩnh thì anh rõ ràng chưa có nhiều kinh nghiệm. Là đội trưởng, trách nhiệm của Ronaldo là phải đoàn kết các cầu thủ lại thành một khối thống nhất. Thế nhưng chớ trêu thay, anh lại là tâm điểm của những vụ nội bộ cắn xé nhau. Anh chơi không hiệu quả, bực bội với trọng tài rồi huấn luyện viên. Khi rời sân, anh nhổ nước bọt trước ống kính truyền hình. Có lẽ số 7 của Bồ Đào Nha muốn nhắm vào nhóm phóng viên truyền hình cứ đuổi theo và hỏi anh lý giải về trận thua. Ronaldo lập tức trả lời, làm sao tôi có thể giải thích, hãy dành câu đó cho các Los Quiron. Lần đầu tiên với chiếc băng đội trưởng trên tay, Bồ Đào Nha đã phải dừng bước ở vòng 1/8. Dẫu vậy, khó có thể trách được CR7 bởi những bỡ ngỡ khi được trao cho quá nhiều những trọng trách lớn lao. Sau nỗi thất vọng trên, Ronaldo đã đứng dậy mạnh mẽ với 10 bàn trong 9 trận ở năm 2013 khi lên tuyển, bao gồm cả cú hat-trick đầu tiên trong màu áo Bồ Đào Nha. Ký ức đáng nhớ nhất là cú hat-trick siêu phàm trong màn đỏ tài với Zlatan Ibrahimovic, giúp Bồ Đào Nha hạ Thụy Điển trên cuộc đua giành vé tới World Cup 2014. Có một sự khởi đầu đầy khởi sắc như vậy, nhưng Bồ Đào Nha năm đó thậm chí phải dừng bước ngay tại vòng bảng. Và rồi người ta lại đặt ra một câu hỏi, trách nhiệm là của Ronaldo ư? Nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến thất bại của Bồ Đào Nha ở World Cup 2014 có phần trách nhiệm của Ronaldo.
khi ngôi sao này không tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, nếu nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, việc buộc tội cho Ronaldo về thất bại của đội tuyển Bồ Đào Nha là không hợp lý vì thất bại của Seleção châu Âu có tính dây chuyền. Thứ nhất, về con người, có thể khẳng định Bồ Đào Nha không thiếu những cầu thủ tài năng, chỉ cần nhắc đến Pepe, Cuenchao, Nani, Coutinho, Veloso và đặc biệt là Ronaldo. Không ai dám bảo Bồ Đào Nha là đội bóng yếu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, huấn luyện viên Paulo Bento đã không thể gắn kết những cầu thủ này với nhau thành một thể thống nhất, dẫn đến việc những cầu thủ này không tìm được tiếng nói chung. Thứ hai, lực lượng của Bồ Đào Nha không có tính kế thừa, các cầu thủ dự bị đều có trình độ kém xa những trụ cột. Sau khi Pepe bị treo giò, Hugo Almeida, Tostiga bị chấn thương, Cuenchao nghỉ hết World Cup, những cầu thủ thay thế đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ronaldo đã phải rời giải với nỗi buồn khôn nguôi sau trận đấu cuối cùng tại giải đấu. Anh chia sẻ, chúng tôi đã làm hết sức rồi. Bồ cần thắng hơn 3 bàn và mong Đức thắng. Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Chúng tôi sẽ ra về và ngẩng cao đầu. Kỳ World Cup diễn ra 2 năm sau khi Ronaldo giành danh hiệu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó là chức vô địch châu Âu năm 2016. Ronaldo ghi liền 14 bàn chỉ trong 6 trận vòng loại World Cup 2018 trước Andorra, Latvia, Hungary và quần đảo Faroe. Tới World Cup 2018, siêu sao này cân bằng kỷ lục ghi bàn cấp độ đội tuyển tại châu Âu của Ferenc Puskas đã tồn tại nhiều thập kỷ với một cú hat-trick siêu đẳng vào lưới Tây Ban Nha. Kỷ lục đó bị phá vỡ 5 ngày sau với bàn thắng vào lưới Maroc. Nhưng một lần nữa, CR7 lại vô duyên với chiếc cúp vàng dù cho vẫn còn đó những con người đã lên đỉnh châu Âu cách đây 2 năm. Nhưng nếu nhận xét một cách công tâm, đó không phải là một tập thể thật sự đẳng cấp. Trên hành trình vô địch Euro của họ, đội tuyển này không áp đảo các đối thủ mà chiến thắng từng trận một với cách chơi tương đối khó nhọc. Vậy nên việc họ thất bại tại kỳ World Cup năm ấy cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên lần này CR7 đã không còn là thỏi nam châm thu hút toàn bộ sự chỉ trích nữa. Anh thi đấu cực hay nhưng vẫn không thể giúp Bồ Đào Nha tiến sâu tại giải đấu năm đó. Đáng chú ý, 4 bàn thắng của CR7 ở World Cup 2018 là thành tích ghi bàn tốt hơn cả 3 kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014 cộng lại. Và kỳ World Cup có thể coi là cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Ronaldo rất khao khát được cùng đồng đội làm nên lịch sử nếu họ mang về chức vô địch thế giới đầu tiên cho tuyển Bồ Đào Nha. Với một tập thể được coi là thế hệ vàng mới của nền bóng đá nước này, người hâm mộ của siêu sao người Bồ đã sẵn sàng tinh thần chứng kiến thần tượng của mình nâng cúp. Nhưng tuổi tác có lẽ không bỏ quên một ai cả. Không còn những pha bứt tốc quen thuộc, không còn là những cú dứt điểm quyết đoán, Ronaldo giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình ở các giải đấu trước mà thôi. Hai trận đấu liên tiếp phải ngồi dự bị có lẽ đã đặt dấu chấm hết cho siêu sao này. Anh cần chấp nhận sự thật là mình đã không còn ở đỉnh cao phong độ và phải chấp nhận lui xuống để cho những người đồng đội của mình có thể tỏa sáng. Nhưng kể cả có hay không có Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục vô duyên với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Trong sự bất lực của Seleção châu Âu trước đội tuyển Maroc, Ronaldo đã được vào sân để níu kéo lại những hy vọng cuối cùng dành cho quốc gia này. Nhưng tất cả đều biết rằng anh đã không còn là chính mình của năm hay 10 năm về trước. CR7 khó nhọc trước một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đại diện châu Phi và cũng trở nên lạc lõng với những người đồng đội ở trên tuyển. Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo rảo bước về phía đường hầm và bật khóc đầy cay đắng. Đây có lẽ chính là dấu ấn cuối cùng mà Ronaldo để lại tại sân chơi này. Trong lịch sử bóng đá thế giới, không thiếu những ngôi sao vô duyên với các danh hiệu lớn. Ronaldo de Lima chưa từng vô địch Champions League. Zera dành cả cuộc đời Liverpool nhưng chưa hề chạm tay vào chiếc cúp Premier League một lần nào. Và với Ronaldo, chiếc cúp vàng World Cup có lẽ sẽ chỉ mãi ở trong những giấc mơ đẹp nhất của anh mà thôi. Có thể anh cũng sẽ chẳng còn cơ hội vô địch, nhưng sự xuất hiện của CR7 đã là một điểm nhấn khó phai trong dòng chảy lịch sử của giải đấu này. Anh luôn sẵn sàng có mặt và cống hiến mọi điều tốt đẹp nhất cho đội bóng thuộc bán đảo Iberia, tạo ra cuộc đua hấp dẫn với Messi ngay cả trong màu áo đội tuyển. Vô địch một giải đấu đôi khi cần phải có cả sự may mắn, và cho đến lúc này, ta có thể khẳng định World Cup thật may mắn khi có sự xuất hiện của Ronaldo, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.